Chào mừng tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh Bi Audio Sài Gòn. Hôm nay Bi sẽ giới thiệu tới quý vị một cặp loa Rebiller. Cặp này phải gọi là áo hậu trong lòng trong cái model series mà dòng L của Rebiller nha quý vị. Và xin thưa tới quý vị, đây là cặp loa Rebiller L5. Và ai đang xem kênh của Bi, quý vị đừng quên hãy nhớ nhấn vào nút đăng ký và nhấn vào cái chuông bên cạnh để liên tục update tình hình bên mình. Và bây giờ Bi sẽ giới thiệu về cặp loa cột Rebiller L5. Nếu như ai không thích những cái dòng L1 hay L3 thì nó hơi nhỏ đúng không? Còn L7 thì nó rất là lớn, bởi vì loa bass nó lên tới 30. Và Bi thấy là trong dòng L này thì L5 là nói chung là nó rất vừa vặn về kích thước và về số loa luôn. Bây giờ Bi sẽ tháo lưới đi quý vị. Dòng L thì tắt tần tật, từ L1 tới L7 đều là dòng gỗ lạc, đều là gỗ lạc nha quý vị. Đây, Bi tháo lưới ra. Mỗi thùng loa nó có 2 lưới. Quý vị nhìn thì cũng biết tem lưới đầy đủ hết nha. Nó có 2 con tem. Tem dưới thì ở trên cái lưới và ở phần trên thì nó dán lên cái thùng. Đây, nó có 4 loa đó quý vị ạ. À, đây là dòng loa cột. Loa bass này là bass 20 nè. Còn đây là loa bass mid này nhỏ hơn, chắc cỡ tầm 15. Bên đây là loa mid và loa trep titanium. Cái dòng mid và dòng trep này đều dùng xuyên suốt từ cái series đầu của L mà tới cuối luôn nha quý vị. Cái viền cũng vậy, Bi thấy Bi bán qua tất cả các dòng L rồi, cái viền y chang hết, không khác gì luôn. Viền còn nguyên của nó quý vị ạ. Bây giờ mình sẽ đo cái kích thước của nó xem như thế nào. Nó có chiều cao là 93 nha. 93 là Bi chưa tính cái đế nhựa của nó đó quý vị. Chiều rộng của nó nè, chiều sâu chứ. Chiều sâu của nó là 33. Chiều rộng của nó xem như đây. Chiều rộng của nó là 25 nha quý vị. Công suất của nó là 350W trên một thùng, độ dày 90dB và trở kháng của nó là 6 ohm. Dòng này được sản xuất tại Mỹ và lỗ thông hơi nằm phía sau nha quý vị. Cặp loa rất là nặng, cực kỳ nặng, Made in USA nè. Nghe nhạc đảm bảo cực kỳ hay, rất là hay quý vị ạ. À, và bên Bi đang bán cặp loa Rebiller L5 với mức giá là 15 triệu đồng nha. Ai đang cần thì nhớ liên hệ với Bi. Nó nghe nói chung là nghe đa được thể loại nhạc quý vị, không phải mình nhạc trữ tình bolero đâu. Nói chung là nghe nhạc ngoại, nhạc đang các thứ đều ok hết, Bi đã từng test qua rồi. Và quý vị nhớ tem lưới còn đầy đủ nha. Còn nếu như ai đang săn lùng cặp loa này thì quý vị nhớ xem video kỹ, nhớ xem video kỹ nha quý vị. Còn bây giờ Bi sẽ test một bản nhạc và xin mời tất cả quý vị cùng nghe. Từng ngón tay em dài vuông tròn.
chọn cuồng tình.